Trước khi quay clip này thì tôi đã tạo lại cái map của chúng ta cho nó tương đối gần giống với cả map của người ta. Bây giờ chúng ta sẽ làm nốt cái công việc là các cái hỏi chấm này nó nảy ra, nó dậy nảy ra su, ra nấm hay ra cái gì thì nó nằm ở trong các cái hỏi chấm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý và làm tiếp luôn những cái dấu hỏi chấm này nhá, hoặc là những viên gạch nó có chứa su chẳng hạn, chúng ta cũng xử lý luôn. Tạm thời tôi đóng lại cái hình đã. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ viết như nào đây? Ta sẽ sử dụng tiếp ở trong cái script nọ, khối chứa vật phẩm đây. Hôm nọ chúng ta mới chỉ làm được nó có thể nảy lên được thôi, đúng không? Hôm nọ chúng ta đã làm nó nảy lên được thôi. Cứ thử lại xem nào. Đó, mới chỉ nảy lên được thôi. Các viên gạch này thì mặc định thì nó cũng nảy lên, nhưng mà tôi chưa viết lệnh cho nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau viết nhé. Trước tiên thì ta phải thêm vào cho nó, cho cái viên gạch này nó một vài cái biến. Độ này của khối gạch này, tốc độ này này, có khi cái này ta cho vào trong private đi. Cho vào trong private. Thế bây giờ ta sẽ phải thêm vào cho nó một vài cái biến. Các biến để gán các item cho nó. Giả sử như su, nấm, sao, vân vân. Thì bây giờ ta sẽ phải có là public chứa nấm. Bằng chứa nấm bằng phố. Nếu như mà nó chứa nấm su, cho một phone này. Chứa sao bon. Còn chứa gì nữa không nhỉ? Tôi nghĩ là này là tạm thời, này là đủ rồi đấy. Bây giờ thì khi nó nảy lên thì nó sẽ xuất ra đồ, đúng không? Vậy
thì ta phải có một cái điều kiện là xem nó chứa cái gì. Vậy thì ta sẽ phải xem nó xuất ra cái gì. Ta sẽ để cho nó ở trong cái phần này đây này. Đấy. Nếu như mà nó được này đúng không? Thì nó sẽ, nếu mà được này thì nó mới có, nó mới chứa đồ đúng không? Rồi. À, nếu như mà chứa nấm, chứa nấm bằng chu, chả cần chu nữa, ít chứa nấm, thì lúc này nó phải biết được rằng là cái thằng Mario của chúng ta phải biết thằng Mario của chúng ta, phải biết thằng Mario của chúng ta đang là bé hay là to. Nếu đang bé thì nó ra nấm đúng không? Còn nếu to thì nó sẽ ra hoa. Đấy. Con nọ như mình đã cho nó một cái biến vào đây rồi, để chúng ta có thể gọi nó rồi. Nó ở biến gì? À, cấp độ và biến hình, đúng không? Cấp độ và biến hình. Mặc định cấp độ nó đã bằng 1. Cấp độ bằng 1, bằng 2 không biết. Cấp độ bằng 0, 1, 2. Đấy rồi. Đấy rồi. Thế vậy thì ta sẽ xem được cấp độ của nó. Ta lấy cái thằng này, ta làm giống thằng này, để ta copy ra thằng này đi, để ta lấy được cái đối tượng, ta lấy được đối tượng này, ta mới lấy được cái cấp độ và biến hình đúng không? Ta mới lấy được cấp độ cho nó. Rồi. Vậy thì ta sẽ phải đưa vào đây đã. Lấy cấp độ của Mario. Rồi hiện tại. Rồi. Cấp độ Mario hiện tại này. Đâu rồi nhỉ? Đây, nếu mà nó chưa lấm. Chưa nấm thì phải xem là cấp độ của Mario lúc hiện tại. If Mario cấp độ. Gì vậy nhỉ? Ở đây mà. Xin lỗi. Lâu lâu không làm. Quên. Rồi. Lấy cái cấp độ của Mario lúc hiện tại. Cấp độ bằng 1. Còn nếu bằng 0 nữa. Bằng 0 thì nó sẽ chiến nấm. Thì lúc này nấm xuất hiện. Rồi. Bằng 0. Nếu
không. Nếu không thì hoa xuất hiện. Hoa xuất hiện. Đấy. Giờ ta sẽ cho nó xuất hiện nấm. Thế để nó xuất hiện được nấm thì chúng ta sẽ phải lấy được cái vị trí lúc đầu. Đây vị trí lúc đầu đây. À, lấy vị trí lúc đầu. Và ta sẽ làm cho nó nảy lên bằng cái kiểu như này, bằng một cái hoạt họa như này, đúng không? Ừ. Vậy ta sẽ làm luôn này. À. Rồi. Và hoa. Này ta sẽ có là ta sẽ kiểm tra nó ở đây, ta kiểm tra nó ở đây đi, ta sẽ kiểm tra nó ở đây rồi lấy cấp độ của nó ở đây đi, cắt không cần đây, không phải ít gen hẳn kia nữa. Mario ở đây là ta sẽ có một cái in cấp độ hiện tại bằng thằng này chấm phẩy. Đó. Tiếp theo nữa ta sẽ tạo một cái game update có tên là nấm, nó rộng. Tạo một cái game object ở đây đã. Nếu như mà cấp độ hiện tại, cấp độ hiện tại mà bằng 0 thì nó sẽ này, nấm sẽ bằng này, nấm sẽ bằng một cái game object đi, một cái game object ở đây đi, load cái gì chưa có gì ở đây à. Trời ơi, thế là phải thêm nấm vào. Chúng ta cũng chưa có nấm đúng không, chúng ta phải lấy nấm nữa. Nấm đâu, nấm hương của ta đâu, đây rồi, ta sẽ lấy nấm ở đây. Hoa lại còn nhấp nháy đấy, phải làm hoạt hình cho hoa này rồi, là cái hoạt họa cho hoa này. Ta để nó màu trắng đen nhìn cho dễ.
Ở chỗ này tôi sẽ quay nhanh nhé, để tua nhanh chỗ này nhé. Rồi, ra con nấm và con su. Nấm đây. Hoa đây. Su đây. Nấm trước. À, nấm thì không cần phải ấy, thì tôi cho luôn vào phần phép. Cho luôn vào phần pháp. Ăn một thằng vứt đi nơi là hoa. Rồi nằm hoạt họa thì cái hoa này đã. Xong cái hoa su 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 này quay cho nhanh. Rồi ok. Quay thế. Thích đi cho lên hẳn 2 năm đi cho nó quay hẳn cho nhanh. Rồi. Quay trở về đây. Để su. Su này. Rồi. Kéo nó vào body cam. Không kéo được hai. Để vừa để xong giờ ta sẽ gọi nấm nấm ăn và đi pháp nấm ăn nào. Nấm sẽ bằng hoa. Nấm sẽ bằng hoa. Rồi. Hoa, đúng rồi. Bây giờ thì Mario
get component Mario script. Tạo cho nó cái âm thanh, tạo âm thanh tạo nó cái âm thanh đây đặt tên này, nấm mọc. Cái thằng này nó có đường dẫn chưa? Chắc là con đường dẫn rồi. À, có đường dẫn rồi. À. Xong. Bây giờ đâu rồi? À. Bây giờ thì ta phải viết cho nó một cái như ở đây nó mọc ở đâu, cái nào quan trọng. Nấm chấm transform chấm set pattern. Nó mọc ở ngay ở chỗ đấy, đúng không? Nó sẽ mọc ngay ở vị trí đó. Nấm chấm transform chấm local position bằng nếu vết chất chú vị trí lúc đầu chín lúc đầu chấm y phải cộng thêm với một f nữa. Nằm ở viên phía trên rồi, nếu là nấm thì nó sẽ là nấm nó sẽ thử xem mày là mày chứa nấm rồi. Mày chưa nấm, ta xem nấm đâu, nấm của tao đâu, nấm rồi. Nó chưa ra nấm vì là đây ta chưa gọi nấm, nó gọi nấm và hoa. Thì nó mới gọi chứ. Nào. Nhưng mà ta ăn nấm chưa thấy cái tin tức gì, đúng không? Rồi, tạm thời nó đã ra nấm nữa. Rồi, để đấy đã. À, ta phải có thêm một cái động tác này để cho nấm nó có thể đi được. Thì ta phải làm cái động tác này luôn, không người đã quên đâu nhỉ. Refab nấm ở đây, nấm vẫn cứ phải có một cái là bóc con nider chui đi rồi, và nấm ở cái như này đi, nhìn nữa dễ, vẫn có một cái bóc con nider chui đi, và nó vẫn phải có một cái rigid body. Đấy.
Và cái liquid body này nó phải chọn cái này cho nó đỡ bị đổ. Còn gì nữa không nhỉ? À, có một script nữa. Script à, các thứ di chuyển được đâu rồi? Vật di chuyển được đấy. Thế để cho nó còn đi di chuyển đi lại chứ. Xem nào, nấm người ta đã đi lại ở kia nào. Ờ, không đi à. Đi đi, à mình chia cho nó tốc độ. Khổ quá. Nấm di chuyển tốc độ nó 3. Tốc độ này chạy nó nhanh. Nấm của tôi ơi, nấm ơi, ăn nào, ăn xin miệng. Không ăn được. Rất tiếc cả chúng ta chưa ăn được nó. Rồi, tạm thời thế đã. Giờ làm nốt cái phần su. Làm tiếp phần su nhé. Nào, eo đi. Chứa su. Chứa su. Hiển thị su. Thị su. Bây giờ ta sẽ cái này để cho đời trên một dòng. Tôi cứ thích là trên một dòng. Quẹo. Rồi. Hiển thị su. Rồi. Hiển thị su. Hiển thị su. À, nếu mà nó hiển thị su thì đôi khi là su ấy. Su ấy thì nó đôi khi nó lại còn có thể là chứa nhiều su nữa cơ đúng không? Ờ, thế ta sẽ viết luôn một cái nữa ở đây nhá. Public in số lượng su mặc định nó bằng 1. Đấy. Đôi khi mà nó lại có cái hộp mà nó chứa nhiều su cơ. Cho phép số lượng su thì mặc định nó là 1. Hiển thị su. Bây giờ thì ta sẽ tạo một game update, cũng tạo một game update tên là đồng su. Để instant gọi luôn cái này đi. Cái này là su. Su này à. Su này biết bao lần đi về với tôi. Đồng xu nó cũng có cái đấy nên cái này cho nó nhanh. Copy luôn cái này cho nó nhanh. Đó, đây là đồng xu. Không được. Như này thì su nó sẽ không nảy lên, nó sẽ đứng một chỗ thôi. Thì ta sẽ làm như này.
làm giống như này. Cộng đợi cái này đi. Cái này lên. Nào. Su này. Su này lên. Ta cho đời đây một cái tốc độ đi. Tốc độ ở kia nó này là bao nhiêu? 4. Tốc độ nó là 4 em. Cũng được ấy. Kệ nó. Tí chứ có gì mình thay đổi sao. Cho nó nhanh lên cũng được. Đồng xu. Cao khoảng độ 10F. Cái kia là 4F, cái này 10F. Rồi, cộng 10F. Cao lên một tí. Chỉ nhỏ một tí lúc đầu rồi. Thì xóa nó đi. Cái này bỏ. Bỏ. Bây giờ trả lại chẳng sao. Này, xóa là xóa xu này lên. À, xóa đồng xu. Xem có cái vấn đề gì không? Gì không nào.
chứa xung. Ra su rồi. Ra su rồi. Và su này được lên bao nhiêu? Nhanh quá. Giọng trưởng. Su này. Ôi giời. Su này lên một tí. 100 đi. Tí. Hay thật. Số này lên một tí. Số như không này. Thôi, cái này để nghiên cứu sau nhé. Tạm thời là tốc độ này hay là sẽ thay đổi cái tốc độ này đi nhé. Nếu không được thì thôi nhé, mong quý vị thông cảm. Kia nó vừa ấy là 0.5 mà là chắc là không này đâu. Không này đâu. Nó không nảy lên đâu, nhưng mà ta đã hoàn thành được là ra đồng xu rồi. Bây giờ làm nốt cái động tác là xóa cái đồng xu đi. Này xuống nó xóa đồng xu đi. Rất là đơn giản, gọn nhẹ. Ta chỉ cần thêm cho nó một cái script là xong. Xu này. Xem nó có bay không. No cần position cộng cần liệu vậy cho chú là 0.5f phải không. Xem là máy thế nào. Trời cộng bằng chẳng nó có tăng được lên không, có bay được lên không nào.
Bây giờ thì ta sẽ chỉ cần làm cho cái con này nó chạm vào nấm hoặc là hoa thì nó sẽ tăng cái cấp độ lên và nó sẽ tạo ra cái hoạt hình, đúng không? Cái anh nấm vào rồi đâu rồi, có tôi đâu rồi. Script. À đây nó là tập di chuyển được, không được. Tạo nó một cái script mới cho nó là ăn nấm và hoa. Rồi ta sẽ đưa nó vào trong cái con nấm này, kéo nó vào ăn nấm vào hoa. Đấy. Để cho ta tạo cho nó là khi cái con Mario nó chạm vào cái nấm này và chạm vào hoa này thì nó sẽ tăng cấp độ lên, nó trở thành là nó có súng hoặc là có hoa, đúng không? Hoa cũng vậy, ép luôn cái ăn nấm vào hoa vào. Rồi hai thằng này đều phải có, thằng này cũng phải có thêm một cái bọc con này, bọc con này đờ. Rồi thằng này chỉ cần bóc con này đờ thôi là đủ rồi, không cần nhiều. Xong bây giờ thì ta sẽ viết cái script cho nó. Cái câu script này rất ngắn thôi, chúng ta làm nhanh, chúng ta kết thúc bài hôm nay ở đây nhé. Ăn nấm vào hoa. Rồi lúc này ta sẽ lấy cái thằng này mang về. Thì lấy luôn cả đi, mang về, lấy cả mang về. Đây cái này không cần, cái này bỏ, bởi nó chạm bất kỳ đâu cũng được. Nếu Mario bằng 1, nếu Mario lớn hơn 2, lớn hơn 2 thì cấp độ bằng 2 và biến hình không có gì. À không, Mario nhỏ hơn 2 thì cấp độ sẽ tăng lên 1, nếu đang là 0 thì tăng lên thành 1, đang là 1 thì tăng lên thành 2, còn 0 thì thôi, không thì chẳng có gì. Không thì chẳng có gì. Thế thôi. Xong rồi. Thế nào? Chiu. Bây giờ thằng này là Su, đúng rồi. Thằng này là Su. Tôi sẽ kéo nó vào. Đâu rồi. Đâu vậy nhỉ? Cái hỏi chấm này của tôi đâu? Trời đất, hỏi chấm này chưa được vào prefab, đâm ra là không có, rất là xin lỗi quý vị. Đây rồi, thằng này nó chứa nấm, để đây chứa nấm, đặt tên nó là để chứa sụ chứa nấm. Từ cái sửa prefab này, bỏ cái này đi để cho nó, để ta tự xử lý. Thằng này chứa su,
thằng này chia nấm, rồi thằng này chia su. Để cho nó chuẩn xác hoài nhá. Không thì, không thì rất là xấu, chứa su. Thằng này chứa su nữa nè. Chân nấm à, thằng này chân nấm, ta phải thử xem như là ăn được nấm ở đằng kia không. Rồi, tạm thời đã nhé, không phải cầu kỳ quá. Tạm thời thì đã, để ta test. Su này, nấm này. À, ta chưa xóa nó đi. À, xong rồi phải xóa đi. Xong rồi xóa đi chứ. À, trời ơi, mà mọi người chúng ta có khi là nên tạm dừng ở đây. Chiu đó, to rồi. Sao tôi hút lại không được? Tôi hút nó không được là vì là chúng ta chưa di chuyển được cái này này. Các bạn ạ. Đây nè, cái thằng Mario của chúng ta đâu rồi? Đây, bây giờ chúng ta lấy ở trên này đi. Đây nó là do trong cái animation này, khi mà nó ăn hoa đứng hay là nó lớn đứng đấy, thì nó có một cái có một cái bóc con này bé tí 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 đây này của chúng ta này, ta chưa chuyển nó lên này. À, ta sẽ xử lý luôn thằng này nhé. Thế là cuối cùng là chúng ta vẫn phải xử lý thằng này, ta mới nghĩ được. Đó là cái thằng bé tí 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 tí. Nó bé quá. À, nó nằm thấp quá. Để cho nó lên cao trên này, trên đỉnh đầu của nó mới được. Đó. Được chưa? Lớn nhảy. Lớn nhảy cũng vậy. Cho cái thằng này nó lên cao lên trên này. Đó. Thôi tạm thời đã nhá. Tôi phải đi công việc, đâm ra không thể nghỉ lâu nữa. Lớn rồi
sao không gieo hoa mẹ ra nấm. Đây nó chuyển sang trạng thái lớn rồi nhưng mà nó không ra hoa mà nó ra nấm. Nào. Tạm thời thế, chúng ta sửa sau. Cảm ơn các bạn.